Điều hòa di động 12.000 BTU dùng cho 20 m2 đổ lại mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Rất nhiều bác có muốn tham khảo cái con điều hòa di động Kenda mà bên em đang có hiện tại ở cửa hàng em mọi người nhé. Thì đây ạ, hôm nay em lên video giới thiệu lại cho các bác con điều hòa này. Đây là con điều hòa di động mọi người nhé. Và con này thì có ống thoát nóng này. Đấy, có ống thoát nóng đi mọi người nhá. Có điều khiển đa năng các thứ để điều khiển đầy đủ hết mọi người nhá. Đây ạ, đây ạ. Đấy. Con này thì chúng ta có thể thay đổi được nhiệt độ từ 21 độ C cho đến 21 độ C này. Từ 18 cho đến 30 độ C mọi người nhá. Đây là các chế độ về quạt gió mọi người này. Đấy, rất là lạnh luôn. Đấy, lạnh luôn này mọi người này. Đấy, đây là các chế độ về bông tuyết là làm lạnh này, hút ẩm này, quạt gió này, và có cả sưởi ấm nữa mọi người nhá. Đấy. Con máy thì chạy, nếu mà nói về hàng di động, một con 12.000 thì con này chạy cực kỳ êm mọi người nhá. Cực kỳ êm. Tất nhiên là mỗi người có một cái tiêu chuẩn độ ồn, con này là độ ồn là 55 decibel đổ lại mọi người nhá. Đây ạ, con này sẽ có đường ống dẫn nóng đi mọi người nhá. Đây ạ, em đang demo thôi. Đấy, cơ bản nó sẽ như thế này mọi người này. Đấy, cơ bản nó sẽ như thế này này. Đấy. Đấy, đường ống dẫn nóng đi phía sau này mọi người nhá. Đây ạ. Đấy. Đường ống dẫn nóng đi mọi người này. Đấy. Thì con này chúng ta sẽ lắp ở các cái không gian mà không có điều kiện để thoát nóng trực tiếp, như các đồng điều hòa cửa sổ, chúng ta sẽ dẫn cái đường nóng này đi mọi người nhé. Đấy, em đang demo vậy thôi. Đấy, con này chạy rồi lạnh rất là sâu, khỏe, gió êm, gió chạy êm nhưng mà rất gió, khỏe, chạy cực kỳ ok luôn mọi người nhé. Dùng cho 20 m2 đổ lại ok này. Đấy, bác nào có nhu cầu với con này liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì bên em đang có khoảng 4-5 chiếc như này nữa, khoảng 4-5 chiếc thôi, số lượng không còn nhiều.